Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 20 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Trung Quốc vừa tiết lộ sát thủ tàu sân bay đã bắn trúng mục tiêu trên Biển Đông. Hai tên lửa của sát thủ tàu sân bay mà quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã bắn trên Biển Đông trong cuộc tập trận vào hồi tháng 8 đã bay hàng nghìn cây số trúng vào mục tiêu giả định là một con tàu đang di chuyển ở vị trí gần quần đảo Hoàng Sa. Thông tin vừa được một chuyên gia quân sự, cựu sĩ quan Trung Quốc tiết lộ sau gần 3 tháng diễn ra cuộc tập trận, theo tường thuật của tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng như vậy. Đây là hình ảnh tên lửa đạn đạo chống hạm Đông Phong 21D của Trung Quốc được trình diễn ngay trước cổng Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Hai tên lửa đạn đạo Đông Phong 26B và Đông Phong 21D đã được phóng đi từ tỉnh Thanh Hải ở Tây Bắc và tỉnh Chiết Giang ở miền Đông Trung Quốc. Và theo lời cựu sĩ quan Vương Tương Tuệ, hiện là giáo sư của Đại học Bắc Kinh, thì hai tên lửa này đã đánh trúng một con tàu đang di chuyển ở phía nam quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền, nhưng trên thực tế do Trung Quốc kiểm soát. Ngay sau đó, một tùy viên quân sự Mỹ tại Geneva đã phàn nàn với chúng tôi và nói rằng điều này có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu như tên lửa bắn trúng một tàu sân bay Mỹ. Họ xem đây là sự phô trương lực lượng, nhưng chúng ta đang làm điều chính vì sự khiêu khích của họ, tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng nói, cựu đội tá tiết lộ. Và tiết lộ của ông Vương đã đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc đưa ra thông tin chi tiết về việc phóng hai tên lửa Đông Phong 26B và Đông Phong 25D trên Biển Đông hồi tháng 8. Và thời gian đó có thông tin cho rằng tên lửa đã bị hỏng và rơi xuống biển. Cựu đại tá Trung Quốc còn nói thêm rằng các vụ phóng tên lửa là lời cảnh báo trực tiếp tới Hoa Kỳ và yêu cầu nước này không nên có bất cứ sự mạo hiểm quân sự nào. Đề cập của ông Vương được cho là có liên quan đến tuyên bố của Bắc Kinh về việc một máy bay do thám U-2 của Mỹ đi vào vùng cấm bay mà không được phép trong cuộc tập trận hải quân bắn đạn thật của Trung Quốc ở biển Bột Hải, ngoài khơi bờ biển phía Bắc nước này. Trong thời điểm đó, Hoa Kỳ cũng đang triển khai các tàu sân bay như USS Ronald Reagan và USS Nimitz trong khu vực. Đây là hình ảnh chiến đấu cơ và hai nhóm tàu tác chiến sân bay của Mỹ USS Ronald Reagan và USS Nimitz tập trận ở Biển Đông vào ngày 6 tháng 7 năm 2020. Vào ngày 4 tháng 7, Hải quân Mỹ cũng cho biết đã triển khai hai nhóm tàu sân bay tấn công do USS Nimitz và USS Ronald Reagan dẫn đầu, tiến hành các cuộc diễn tập phòng không chiến thuật ở vùng biển tranh chấp nhằm mục đích thúc đẩy vùng nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bắc Kinh đã phản ứng quyết liệt cuộc tập trận này, gọi đây là hành động khiêu khích. Washington thì cáo buộc những vụ phóng tên lửa của Trung Quốc là liều lĩnh và gây mất ổn định. Song Jong-ping, một cựu huấn luyện viên của quân đoàn pháo binh tên lửa số 2 PLA Trung Quốc cho biết, cuộc thử nghiệm này là bằng chứng cho thấy Trung Quốc có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa và các chiến hạm mặt nước cỡ vừa đến cỡ lớn. Ông nói, để đánh trúng một vật thể đang di chuyển không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt là đối với tên lửa đạn đạo, thường tiêu diệt mục tiêu đứng yên. Thử nghiệm thành công cho thấy tên lửa đạn đạo của Trung Quốc là một biện pháp răn đe hữu hiệu đối với tàu chiến của Mỹ. Michel Raska, trợ lý giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Công nghệ ở Singapore cho biết, Trung Quốc đang phát triển các hệ thống tác chiến tiên tiến có khả năng phủ bác mọi ưu thế quân sự truyền thống của Mỹ. Ông nói như sau, vấn đề quan trọng đối với Mỹ là bằng mọi cách phải duy trì khả năng răn đe lâu dài, đặc biệt là ở các khu vực tranh chấp, đồng thời giảm thiểu rủi ro xung đột. Theo một báo cáo được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố vào tháng 9, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ trong lĩnh vực phát triển tên lửa và đóng tàu và dự kiến sẽ là tăng gấp đôi kho dự trữ đầu đạn hạt nhân trong thập kỷ tới. Quân đội Trung Quốc hiện đã có khoảng 1.250 tên lửa đạn đạo và hành trình phóng từ mặt đất với phạm vi tấn công đến 5.500 km. Báo cáo cũng nhấn mạnh hiện nay, quân đội Mỹ chỉ có một loại tên lửa đạn đạo mang đầu đạn thông thường phóng từ mặt đất, có tầm bắn từ 70 cho đến 300 km. Đây là hình ảnh tên lửa đạn đạo Đông Phong 26B của Trung Quốc trong một cuộc duyệt binh. Tuy nhiên, theo nhận định của một chuyên gia về Biển Đông, giáo sư Ngô Vĩnh Long của Đại học Miner Hoa Kỳ, thì việc tiết lộ thông tin của cựu đại tá Trung Quốc không thể là một cảnh báo đối với Mỹ. Tiết lộ ra là để dọa các nước trong khu vực thôi, chứ không phải để dọa Mỹ. Giáo sư Ngô Vĩnh Long đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy. Muốn vận động hàng không mẫu hạm thì
phải cần thời gian rất lâu, phải có bao nhiêu chiến hạm khác xung quanh. Trung Quốc mới có 2 hàng không mẫu hạm gần đây thôi, nhưng không thể so sánh với Mỹ được. Mỹ đã có hàng không mẫu hạm từ lâu rồi, và họ liên tục sử dụng các hàng không mẫu hạm này. Giáo sư Ngô Vĩnh Long lý giải thêm như vậy. Theo ông, ngay cả thời điểm cựu quan chức Trung Quốc đưa ra thông tin về tên lửa hàng không mẫu hạm cũng không liên quan chỉ đến thời điểm được cho là khá nhạy cảm vào lúc này, khi tại Washington đang diễn ra những chuyển biến về quyền lực. Họ tiết lộ chuyện đó có thể không phải vì thấy sự thay đổi quyền lực ở Mỹ, vì dù sao đi nữa thì chính sách của Mỹ ở Biển Đông và khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng vẫn sẽ tiếp tục mà thôi. Có thể còn mạnh hơn cả dưới thời của ông Donald Trump nữa. Giáo sư của Đại học Miner đã đưa ra nhận định như vậy. Cuộc tập trận đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc trình diễn khả năng tên lửa đạn đạo chống hạm tầm xa thực tế mà được xác nhận, trong khi hiện vẫn chưa rõ nhiều chi tiết về mục tiêu tàu giả định, cấu tạo và tốc độ di chuyển của nó hay cách quân đội Trung Quốc điều khiển tên lửa bắn tới mục tiêu như thế nào. Hãng tin Reuters cũng tường thuật đánh giá của chính phủ Mỹ cho rằng Trung Quốc đã bắn tổng cộng 4 tên lửa đạn đạo. Đây là hình ảnh tàu chiến của Trung Quốc phóng tên lửa trong một cuộc tập trận ở Biển Đông. Trong một tuyên bố vào hôm 27 tháng 8, Lầu Năm Góc có nói Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ lo ngại về quyết định gần đây của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiến hành các cuộc tập trận quân sự bao gồm cả bắn tên lửa đạn đạo xung quanh quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 8. Theo Lầu Năm Góc, tên lửa Đông Phong 21D có tầm bắn tối đa 1.500 km, trong khi Đông Phong 26 có thể tấn công mục tiêu cách xa tới 2.500 km. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ sẽ thăm Việt Nam trong tuần này. Và hãng tin Reuters dẫn lời một giới quan chức Mỹ và một số nguồn tin Việt Nam cho biết như vậy. Và trong thời gian có mặt tại Việt Nam từ thứ Sáu ngày 20 tháng 11 cho tới Chủ nhật ngày 22 tháng 11, ông Robert O'Brien sẽ dự các cuộc họp cấp cao và một quan chức của Mỹ không muốn nêu tên đã cho biết như vậy. Việt Nam và Hoa Kỳ đã tổ chức nhiều sự kiện đánh dấu 25 năm hai nước bình thường hóa giao bang. Quan hệ giữa hai nước cựu thù này giờ đây được coi là nồng ấm, bất chấp những quan tâm về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Một phần nhờ hai nước đều chia sẻ chung về cách hành xử ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong khu vực. Ông Robert O'Brien là người có lập trường mạnh mẽ chống Trung Quốc. Đây là hình ảnh Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien bên cạnh Tổng thống Donald Trump. Phát biểu tại một sự kiện trực tuyến do Hội đồng Đại Tây Dương Atlantic tổ chức vào cuối tháng 8 năm nay, ông Robert O'Brien tuyên bố Hoa Kỳ quyết không lùi bước, tiếp tục thách thức các hành động ngày càng quyết đoán và hung hăng của Trung Quốc để khẳng định quyền tự do đi lại trên Biển Đông và trên không phận của Biển Đông. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cũng tuyên bố Hoa Kỳ bác bỏ ý đồ của Bắc Kinh âm mưu sát nhập vào diện tích rộng lớn của Thái Bình Dương. Dịp này, ông nói Washington áp dụng nguyên tắc hòa bình qua sức mạnh của Tổng thống Reagan trong các quan hệ với Trung Quốc và Nga, như đã xác định trong chiến lược an ninh quốc gia và quốc phòng của Hoa Kỳ. Ông Robert O'Brien cũng chủ trương Hoa Kỳ và các đồng minh cũng như các nền dân chủ khác nên hiệp lực và siết chặt các quan hệ an ninh, ngoại giao và kinh tế để đẩy lùi tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Ông cho rằng bộ tứ gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ là sáng kiến đáng mừng nhất trong những năm gần đây. Và Việt Nam cũng đã khẳng định chủ quyền trước tin Trung Quốc cho cảnh sát biển được phép dùng vũ khí. Và trước thông tin Trung Quốc đang xem xét dự luật cho phép cảnh sát biển của họ sử dụng vũ khí trong vùng lãnh hải của nước này để kiểm soát, Bộ Ngoại giao Việt Nam lập lại tuyên bố khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việt Nam luôn ủng hộ giải quyết các tranh chấp thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Dương Hoài Nam đã nói tại cuộc họp báo vào hôm 5 tháng 11 năm 2020. Một ngày trước đó, truyền thông Nhật Bản cho hay nếu một dự luật vừa được công bố của cơ quan Quốc hội Trung Quốc được thông qua, Bắc Kinh sẽ cho phép tàu của cảnh sát biển sử dụng vũ khí đối với các tàu nước ngoài có hoạt động bị cho là bất hợp pháp và không tuân lệnh trong vùng lãnh hải của Trung Quốc mà họ tuyên bố của họ. Đây là hình ảnh 3 chiếc tàu hải cảnh Trung Quốc tham gia đâm chìm, uy hiếp và tấn công các tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam vào sáng sớm ngày 2 tháng 4 năm 2020. Ảnh do ngư dân cung cấp.
do có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư. Chính phủ Nhật Bản cho biết cũng đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan đến cảnh sát biển Trung Quốc và sẽ đáp trả các động thái của Trung Quốc một cách bình tĩnh và cương quyết. Cũng như giữa bối cảnh đang diễn ra đại dịch trên toàn cầu, nhiều quốc gia cũng đưa ra cảnh báo về những động thái ngày càng lấn tới của Bắc Kinh trong việc khẳng định yêu sách chủ quyền của họ trong những khu vực tranh chấp, bao gồm cả Biển Đông. Vào hồi tháng 4, một tàu cá với 8 ngư dân Việt Nam đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm trong khu vực đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền, song trên thực tế lại do Trung Quốc quản lý. Sự việc đã khiến nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, đã lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh về hành động bắt nạt này. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn tiếp tục gây ra những vụ tai nạn tương tự đối với ngư dân của Việt Nam hoạt động trong vùng biển tranh chấp. Cũng hôm 4 tháng 11, Bộ Ngoại giao Việt Nam trong tư cách là quốc gia chủ tịch luân phiên của ASEAN vào năm 2020 đã tổ chức một hội thảo trực tuyến giữa khối 10 quốc gia Đông Nam Á với Trung Quốc về nội dung đối xử công bằng và nhân đạo với ngư dân và thúc đẩy đưa vấn đề trở thành lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa hai phía. Đây là hướng mà chúng tôi muốn chuyển thông điệp đến các nước trong khu vực, trong khối ASEAN, tìm cách bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của các ngư dân Việt Nam và các nước hoạt động đánh cá trong vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 20 tháng 11 năm 2020 với bản tin Vì sao Trung Quốc vừa tiết lộ sát thủ tàu sân bay bắn trúng mục tiêu trên Biển Đông. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d